nên biết nha. Mày không nói trước rồi em bị đổ con chồng em nhà. Bà đi ruộng rồi, để bà đi ruộng luôn. Bé nói tôi gì tôi điếm phụ. Hôm nay đốt bao nhiêu tay nữa chị? Chị con hả? Mất bé nói con tiếng nha, con nói trước đi má. Để con phụ. Chứ thôi má chứ gì à? Rễ má làm cho ngợp túi luôn quá. Phụ chi con hả? Chặt con bươi đó hả? Cái vừa chặt con xong làm gì ăn không nổi. Trời ơi. Ủa cái bà bé mới về hả? Về. Trời tính đi xin theo bả đi có gì hết. Con thấy cặp đem trái rồi. Ủa này bỏ. Ủa không mua được hả? Bỏ ra rồi. Chụp hình thì không sao. Tụ máu ở trong rồi đi hết rồi. Tôi đi hai vòng lửa chứ. Muối với rượu á. Muối vòng lửa. Tao hôm đó là... Ủa chút chị chở anh này về hết luôn hả? Có là sưng. Có là sưng. Hôm nay là... Tao hôm đó tao bị té từ chặt cái thịt đó mà. Muối với rượu nó ngâm cái đồ mai tha mà nó hết người ta, nó bớt đau đó. Thấy muối với rượu ra điếm phụ bả nè. Từ từ. Đâu ạ? Cô từng chừng cho nào bé nữa chị. Hai bữa nữa hả? Đốt nhiều nữa còn lại nữa. Để cô từng không? Anh chú ơi. Để cô từng nó già nó luôn. Nay nó cứng rồi. Cứng thì nay cứng rồi má. Chán giờ xuống phụ không xuống nhiều quá vậy. Trời ơi, đâu biết em đi ruộng nè. Sáng giờ trông thấy bà luôn xuống phụ chạy. Không điện, má không điện, con đâu biết đâu. Được. Anh tui người Tàu, chị tui người Việt. Thằng chị kể với đứa cháu người Trung Quốc nói tiếng không biết ai, không biết tiếng gì. Ủa giờ còn cặp mấy que này hả? Một chút là điếm từng cái là sao? Trời sao điếm nổi? Điếm thì ra hả? Ờ. Này điếm nhiêu chút chia ra hay là có điếm chục vừa không? Điếm từng trái lại nghe. Anh là điếm phụ em nè.
Rẻ tao không có cái sách đi hầm nó đau đâu. Không có điếm phụ em hả? Chị bảy hả? Chị bảy thôi không có điếm, điếm không đâu có điếm được. Đi. Điếm không được. Đâu có điếm được. Chị có điếm hả? Điếm được. Sách cái hầm nó nặng ở đâu. Đâu có con sách cho anh điếm mà. Điếm không được. Trời ơi. Còn là cô chín hay ai điếm rồi? 2, 4, 6, 7 8, 9 11, 12, 14, 15 đếm thì 13, 13 con nó cáo rồi. Thôi đếm lộn mà chửi chết các bạn. 15, 15 200, có 100 thì được. Chứ đừng có 200 nữa, 300 thì không được. 16, 7, 8 15, 16, 7 18, 19 10, 11, 2, 3, 4, 5 15. Sao đẩy? Chúc cho con cái trái như vậy má. Nó nói bảy giờ cái cụm đó. 55 rồi. 6 7. Nó đếm đi đừng có nói 7 3 lộn. 8 9 30 31 anh làm gì má vậy trời? Rồi anh mang vú già của má vậy má? Quá nè nha. Chuyên môn bóp vú. Quá bóp vú rồi nha. Anh già cái đầu rồi anh sang ơi. Tao quên đúng cái dài đầu đấy. Nói chịu rồi nha. Tao nói đừng. 85 hả? 88 đếm này chú ý đếm đi đừng có nói lộn xộn rồi. Đếm bay ba hồn về không có đúng rồi. Xăm rồi hơi ngưng rồi đếm bắt đầu 1, 2 tới vậy cho không lộn. 4 hả? 4 hả? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nãy đến rồi. Để riêng cái này nãy đến rồi.
rồi mà chả không có nó rớt. Con này có mua đi vô cái chổng nữa à. Ờ à. Ừ, đếm đầu bỏ lên chân đó đi, đó đếm đầu đó. 247. Mấy lẻ này hả? Cái này lại không ạ? Ừ, cho cũng nó lại cho nó đi. 8, 9, 10. Cái nào nhỏ nhỏ hay chưa? Cái nào lớn lớn lấy được là lấy, cái nào nhỏ bỏ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Vậy à, cái này nãy nó bia nó lấy được chưa vậy? Chị lát trừ ra. Ra. Ừ, lát đếm riêng cái đó đi. Nãy 4, 7. Rồi. 14, 15, 16, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 109 trừ 47. Trừ 47. 62. 62. Ừ, 62. Đây ghi má. À 62 trái nhỏ. Trái 2 trái nhỏ bằng là nãy lớn nhiều. 247. À 200. Còn hồi trước nữa là 96 trái vừa lớn. Trước đó nữa hả? Ừ. 65 trái vừa nhỏ. Vừa nhỏ để riêng nha. Là trước đó rồi có nữa phải không? Mới chở nãy chiến nãy á. 65 trái nhỏ. Ừ. 96 trái vừa lớn. Được 300 mấy rồi. Nhìn nè, nhìn nè, giờ ống phun rồi nha. Rồi. Ủa này là nhiêu chục chị? Chưa biết. Không, bình thường nhiêu chục, như kỳ đầu là nhiêu chục? Rồi, 35 không có 35. 35 ngàn 12 trái hả? Ừ. Mà tính nhiêu trái sao có mấy ngàn? 3 ngàn trái hả? 3 ngàn trái, lên. Tàn bẻ này nọ luôn là 4 ngàn đúng mấy? 4 ngàn mấy, 5 ngàn. Rồi trời, lên lên Sài Gòn hả? 3-40 ngàn trái, thằng nội ơi. Rồi như vậy bán 40 ngàn. Nó bán quán cà phê á má ơi. Cái gì 40 ngàn? Có nước cà phê ôm hay gì? Không, cà phê, vô quán cà phê sang trọng á má. Mới biết bật cái đường ngoài là 15 ngàn cái nước suối vậy đó. Trời ơi, nước suối 15 ngàn. Suối là có 5 ngàn. Ủa, đã, quán ngoài đường nó bán 15 ngàn cái nước suối. Mà nếu mà... Hả? Bán mấy cái quán mà kiểu quán mấy quán dọc đường thì nó bán 10.000 15.000 trái má. 15 tôi đi cho nên mà vô nằm cái giỏng vậy rồi uống đi nước là bao nhiêu? Chứ nước ngọt nữa. À, 62 trái nhỏ má. Với là lớn 247 là cái đợt mình mới đếm nè. Còn đợt cái trước chở chuyến xe trước á. Chở chuyến trước lúc con đi ruộng chưa về á là 96 trái vừa lớn nè. 65 trái nhỏ để tính tổng coi. Cộng chung đi. Lớn 247. 96 5 để lại nhỏ 62 65 7 không sớm sớm đẩy em mệt chết rồi. Má bẻ má điện con mà ngoài ruộng đâu biết đâu, ảnh ảnh cũng không điện con nữa. Ba nó lấy được thôi. Nè lên cái ghế ra là ấy. 343 trái lớn má. Trái nhỏ là 127. 713. 343 trái lớn, 127 trái nhỏ. Nè mà nó dưới vậy. Ủa, để cái ghế này tao để cái vỏ sách lên ngồi để ông. Nha. Rồi. Đem cái ghế ra ngoài nè, để cho lên. Má, chắc nó để mốt không có, bà không tính tiền đó. Tiếng này là bạn vừa đâu có tính tiền đâu, tại sao nó ăn cơm hết tiền rồi. Hả? Cơm sắm hết tiền rồi. Dữ vậy? À. Ủa sao không bán lên đi? Để anh em. phụ chỉ anh. Em Linh không có nổi. Nè dây nè, bữa nào ông nhậu à, ông còn quá tôi cột cũng lại nè, xích đầu cũng lại nè. Điều hồn á. Kiếm nhiêu quả vậy?
của người ta đó đừng có dở mà không đặt từ cả mấy năm nay tao không có rớ mày ơi. Có không phải mày đem vô đặt để nằm luôn đó vậy. Đâu cái cao bên đây có một đống hơn. Ui dở lên chi của người ta mà tôi dở coi má ơi. Rồi còn cái chặt đi cùng ca. Thôi ơi dở lên chi mất cháu tao không có rớ đặt tao không có rớ. Của ai má? Của ông bãi mày. Rồi lập cái ghế lên rồi mới khiêng lên giường cổ đi. Qua đây hả? Lên nha. Ủa này sao máng vô? Thôi. Đây không? Sức mạnh phụ nữ phi thường quá em. Đó chở mình xe vừa đây đi anh đã nha. Rồi chắc chết thôi bà nội ơi chú tải. Té mưa đọt mưa chết nằm bệnh viện nữa. Té nè không chạy thử biết cái gì. Không nổi y dướng. Để đây nha. Kê ghế vô nữa hả? Cực cái gì? Làm đi. Hả? Trời ơi, chưa thấy ăn cơm đâu. Chưa hết ăn cơm nữa, tôi chưa tặng đồ ăn. Phụ lên che đi rồi ha. Được rồi, được rồi. Đi đi ăn đi. Đi đi, được rồi. Ôi, cho ông phụ đi, ông làm biến không chị ơi. Phụ cho ông quen trời. Kêu đi ở cơm đi làm biến không à. Giờ nhét vô hả? Sáng mua ít con cá biển nè. Đi rồi ra ruộng luôn, bỏ mãi chắc sình mua cuối quá. Dạ mần nè, phụ kiến vừa chỉ xong mần nè. Chiên ăn chứ tiền đâu không thịt. Thịt rẻ mà. Thôi mà sợ giờ heo bệnh nó đâu dám ăn. Thiên nổi không? Ăn thôi, đừng nước lên nửa xe có gì đó thôi, đi vô hết đây, đi, bỏ tôi làm. Giờ tôi không cần nữa. Ông ngâm vô nhà, ông coi bắt gạo nấu cơm đi. Nhà phụ này ông hay làm sao? Tự kéo luôn hả? Con hỏi tôi để làm sao đó, con để đi để rớt nhiều nãy chồng 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 rớt lên rớt xuống hai ba lần rồi. Thôi trời mưa rồi kìa. Mày chắc thêm 3 chiến thôi ta. Hả? Chắc 2 chiến nữa quá. Chiến 2 chiến nữa. Nhát dữ vậy? Mày rớt dọc đường rồi chắc khóc tiếng miền chứ ai đâu phụ. Đó, tao cầm kền quá trời. Tôi mà làm công an rồi, tôi thấy chị trả lời tôi hốt liền á. Phạt. Tôi mà làm công an là tôi thấy chị tôi hốt liền. Kéo nha. Hey. Rồi, xiết. Có ổng đâu ổng phụ. Ổng nhà hả? À, đi nhậu hả? Trời, y chang chồng em luôn. Cái nhậu. Không nhậu theo cái chứ không làm gì hết trơn á, không có mần được cái gì hết trơn. Nó đi ruộng về cái ôm tiền hình nè, ôm coi luôn kêu phụ nấu cơm cũng nấu gì hết trơn. Chứ phải là điện thoại hả? Ờ thì ôm điện thoại đó, lâu lâu ôm tiền hình á, thì câu á. Mình nằm há hỏng nó ngủ chứ câu cái gì. Ê, mưa rồi kìa. Không? Giờ về ha. Chút vô trận chiến nữa hả? Ủa cái ghế gì lấy ghế nè. Làm đàn bà khổ em. Mà mua chồng mua con nữa. Mà mua chồng cái con mà chồng con nó không thương nó. Nhiều khi thấn thấn thì nuôi má chồng nữa chứ. Thấn gì má chồng là phải nuôi chứ. Thấy chồng mới nuôi chứ.